nhưng có điều nó đang giả thôi, nó chưa được lập trình. Cái dữ liệu đây là gì? Hoàn toàn dữ liệu giả, chưa liên quan gì lưu trữ đến database. Database thì hôm trước thì giải thích rồi, nó chính là vì một cái kho để chứa thông tin, đúng không em? Đấy, thì đấy là cái mà quota, tức là một cái khung của phần mềm, một cái vỏ của phần mềm. Giống như các bạn nếu mà hiểu đơn giản quota thì có thể hiểu như giống như kiểu chúng ta ra mua, chúng ta mua cái tủ mới, lúc đầu chúng ta còn chưa hình dung cái tủ ở nhà đúng không? Chúng ta ra mua cái tủ thì về cái khung đấy chúng chưa làm gì cả, chưa trang trí gì cả, thì đấy gọi là có thể hiểu là quota. Và đây là cái quan trọng. Tại sao quan trọng? Tại vì xin thưa với các bạn là gì, là khi ra quota đấy không phải tự nhiên chúng ta ok xong là chúng ta lập trình đâu, không có chuyện đó, mà chúng ta sẽ phải gì, phải đi để mua cho khách hàng. Pha một là chúng ta đã gặp khách hàng đúng không, khách hàng bảo chị phải, chị muốn nhẹ, chị muốn như kia, chúng ta phân tích, chúng ta đưa ra đây dựa trên cái chị muốn, thì em sẽ đưa, bên em sẽ đưa ra được cái phần mềm nha. Đấy, chị thấy ưng chưa, các chức năng nhỉ, đúng không, nhiệm vụ nó sẽ đi nhỉ. Khách hàng bảo chưa, cái này chưa ổn rồi, cái này chị thấy nó xấu quá, hoặc là cái tính năng này nó rối quá, hiểu không? Thì đương nhiên chúng ta về chỉnh sửa lại, một cái quá trình thì cứ lặp đi lặp lại, tức là cứ khi mà ok chúng ta lại đến với khách hàng. Khi khách hàng bảo ô ok cái quota này của chị, phần mềm này là chị thấy ưng rồi đấy, chị thấy thích rồi đấy, hiểu không? Và em làm cho